Em à, xin gửi lời chào và lời chúc thân thương nhất với các cô chú và các anh các chị trên tờ Facebook của em à. Chúc các cô chú và các anh các chị có một buổi tối vui vẻ và có một giấc ngủ ngon để chúng ta có một nguồn năng lượng tích cực cho ngày mai chúng ta tiếp tục công việc trong tuần mới, đúng không anh các chị? Tầm này thì chắc là nhiều anh chị sẽ đi ngủ rồi đúng không ạ? Nhưng sẽ có một số anh chị chưa ngủ. Anh chị nào mà chưa ngủ thì có thể là vào giao lưu tương tác với em Hà được không ạ? Em Hà xin gửi lời biết ơn chân thành tới anh các chị. Em xin phép là dành một chút thời gian để em chia sẻ với like của mình nhé. Xin chào một anh chị đầu tiên ạ. Em chưa nhận ra là ai cả. Thời gian gần đây thì các anh các chị đã được cập nhật rất nhiều những thông tin đúng không ạ? Chúng ta đang được cập nhật rất nhiều những thông tin đến từ các cổ đông đang ở Vinarod. Các anh chị thấy có thấy vui không ạ? Có thấy hạnh phúc không khi mình cập nhật được những cái thông tin gần đây nhất mà được các cổ đông truyền hình trực tiếp từ bên đó không vậy ạ? Các anh chị em mình có cảm nhận được là chúng ta đang quá hạnh phúc, chúng ta đang quá may mắn đúng không ạ? Phúc báo của chúng ta quá dày và lớn cho nên chúng ta mới có cơ hội góp vốn vào tập đoàn VT. Thế thì hôm nay em Hà sẽ lên giao lưu chia sẻ với các anh chị cập nhật những cái thông tin gần đây nhất về doanh nghiệp của chúng ta để giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn, một cái nhìn cận kẽ hơn về cơ hội này. Tại sao nhiều anh chị đến thời điểm hiện tại bây giờ là đang dịch chuyển gần như gì dịch chuyển tài sản của mình sang sở hữu cổ phần của tập đoàn VT? Đều có lý do của nó các anh chị. Em xin chào anh Cường, em xin chào anh Hoàng. Anh Hoàng hôm nay có like không anh Hoàng ơi? Anh ơi mà xinh đẹp. Anh Hoàng, dạo này em không thấy anh Hoàng like nhỉ? Dạo này em thấy anh ít lên like. Chắc dạo này anh bận đúng không ạ? Anh Hoàng lên với em thì em mời anh nhá. Em chào anh Cường. Em mời anh Hoàng rồi đấy anh Hoàng ạ. Em xin chào mấy anh chị đầu tiên. Để chứng tỏ rằng không phải mỗi mình em là thức khuya mà nhiều anh vẫn cũng thức khuya giống em hả? Em xin chào anh. Em xin phép tắt nhạc một chút nhé. Xin chào. Chào Hà và chào tất cả cô chú anh chị đang có mặt trong buổi live stream của hai anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng lâu rồi hai anh em cũng chưa có dịp được giao lưu cùng nhau thì hôm nay không biết là em Hà có cái chủ đề gì, có hot không, có nóng không. Đấy thì hôm nay hai anh em cũng sẽ giao lưu với cả nhà mình trong một buổi tối, không biết là em Hà có thể chia sẻ cái chủ đề cũng như là giao lưu một chút đi, xong anh em mình chia giao lưu với lại tất cả cô chú anh chị. Em Hà tắt mic rồi, Anh thì cái cam của em nó ổn chưa? Ok ok, xinh lắm rồi, em ạ. Em hôm nay em vội thành ra là em cũng mặc đơn giản để em lên giao lưu với các chị, không sợ muộn mất rồi. Rồi. Rất là lâu rồi hai anh em hôm nay mới lại có dịp giao lưu với các chị. Em Hà thì cũng ngày nào tần suất xuất hiện của em Hà thì cũng đều đặn rồi, gần như ngày nào cũng lên giao lưu với các chị. Thế nhưng mà với anh Hoàng thì dạo gần đây là cho anh Hoàng bận một số việc thành ra là hai anh em dạo này ít lên với nhau. Thế thì đến hiện lại đây hai anh em lại tiếp tục lên giao lưu trò chuyện với các chị về một cơ hội làm kinh tế. Rồi mục đích chính của chúng ta đi làm phải làm kinh tế đúng không anh chị?
Làm kinh tế giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Và đâu đó ở ngoài kia, ngoài xã hội, các anh chị thấy có những người mà họ đạt được mục tiêu tự do tài chính rất là sớm, họ họ đạt được mục tiêu về hưu rất là sớm, đúng không ạ? Ví dụ như hôm nay em được học, anh Hiếu, anh ấy có dạy chúng em, cũng là một cổ đông rất là tâm huyết của ET. Và các anh chị có biết không, hiện tại đến thời điểm này là anh ấy đã về hưu ở độ tuổi 30, bạn ấy đã về hưu ở độ tuổi 38, anh các chị. Một cái độ tuổi rất là trẻ. Thông thường thì mọi người có một cái tư duy, đó chính là gì, mình phải chờ đến năm 55 đến 60 tuổi, đúng không ạ? Hoặc là với nam bây giờ phải ngoài 60, còn nữ thì gần 60 tuổi chúng ta mới có thể là mình đóng góp vào quỹ lương hưu của nhà nước, và đến bây giờ tầm tuổi đó thì nhà nước mới cho chúng ta nghỉ hưu. Thế thì chúng em lại tiếp tục với cái chủ đề là liên quan đến cái cơ hội để làm kinh tế. Mục đích chính của chúng ta đi làm kinh tế thì hôm nay em là cùng với anh Hoàng sẽ chia sẻ cho các chị hai cái thông tin. Một là sẽ cập nhật một số những cái thông tin về gần nhất về doanh nghiệp của chúng ta, doanh nghiệp UST. Tại sao doanh nghiệp UST sẽ trở thành một gã khổng lồ trên thế giới, một tập đoàn lớn trên thế giới trong một cái tương lai gần. Cái thứ hai nữa là tại sao đây chính là một cái cơ hội làm kinh tế tốt nhất ở thế kỷ 21 mà không phải là một cơ hội khác, anh chị, là một cái doanh nghiệp khác. Thì hôm nay em muốn giao lưu trò chuyện với các chị với cái chủ đề, hai cái chủ đề như vậy. Em biết rằng là nhiều anh chị khi mà xuất hiện trên tương lai của em Hà và anh Hoàng là có nhiều anh chị đã là cổ đông của ET rồi, nhưng có anh các chị, có một số anh chị vẫn chưa là cổ đông của ET. Thì em xin gửi lời cảm ơn tới các anh các chị, biết ơn các anh các chị đã luôn yêu thương ủng hộ em Hà trong những buổi giao lưu chia sẻ gần đây. Em xin chào anh Mùng Phiến, xin chào anh Triệu Thoát, chào anh Thông Vũ, chào anh Quý Hoàng, cảm ơn các anh đã ghé vào tương lai của em. Đấy thì thời gian gần đây thì các anh các chị thấy là với cơ hội góp vốn vào tập đoàn UST đến thời điểm hiện tại bây giờ là chúng ta đang góp vốn ở giai đoạn cuối rồi. Và gần đây nhất thì các anh chị thấy là thông tin ba đợt này là có ba đoàn cổ đông, đúng không ạ, của UET đã sang thăm tập đoàn của mình. Và đây là tất cả cổ đông đều tự mình bỏ tiền túi ra để mua vé sang bên đó, anh các chị nhá, để chứng thực cho chúng ta cái công nghệ này, chứng thực về cái cơ hội này, xem là số tiền của chúng ta đầu tư có đúng vào doanh nghiệp hay không, và cái thứ hai là quy mô của doanh nghiệp chúng ta nó ở tầm cỡ như thế nào. Thì vừa rồi các chị đã được theo dõi hai cái buổi cầu truyền hình, đúng không ạ, trực tiếp từ Belarus về. Một buổi là của team hành trình thịnh vượng thì em Hà cũng đã phát trực tiếp, và cái buổi gần đây nhất là buổi của team chiến lược. Thì các chị đã được cập nhật những cái thông tin, và đặc biệt là trong cái buổi cầu truyền hình thứ hai á, thì không biết là các chị có nhiều anh chị có xem cái buổi cầu truyền hình trực tiếp ấy không, nhưng xuất hiện trong tương lai của em thì em thấy là đã có một số anh chị, có khá nhiều anh chị đã vào ghé vào trong buổi live của em để nghe này, và một số anh chị đã vào trong Zoom trực tiếp nghe cập nhật những cái thông tin về doanh nghiệp của mình. Thì các anh kia chị có cảm nhận như thế nào? Em có thể xin ý kiến của một số anh chị. Hiện tại bây giờ là em thấy là có khoảng gần chục anh chị đang xuất hiện trong buổi live của hai anh em. Thì các anh kia chị có thể cho em xin một cái bình luận là cảm nhận của các anh kia chị như thế nào sau khi mà chúng ta lắng nghe những lời chia sẻ của các cổ đông tâm huyết của ET. Và đây là những cổ đông lớn các anh các chị nhé, đều là những cổ đông lớn của UET, họ đã bỏ tiền túi của mình ra để sang thăm doanh nghiệp và chứng thực cho chúng ta về cái cơ hội này. Thậm chí là như thuyền trưởng Triệu Tâm thì các anh chị thấy là đang sở hữu cho mình cái số lượng cổ phần rất là khủng, và em nghĩ là trong một cái tương lai gần khi UST mà niêm yết trên sàn chứng khoán, và sau này sau niêm yết rồi tập đoàn chúng ta phát triển mạnh, thì có lẽ là thuyền trưởng Triệu Tâm sẽ trở thành một trong những người mà giàu có nhất Việt Nam anh các chị, chứ không phải là hiện tại bây giờ chúng ta biết đến những danh sách như bác chú Hoàng Long hay là bác Phạm Nhật Vượng hoặc là Đỗ Tuấn Anh hoặc một số những nhân vật khác, đúng không anh các chị? Đấy thì các chị có thể cho em xin một vài bình luận được không? Hiện tại em thấy 12, 13 anh chị rồi đấy. 13 anh chị đang xuất hiện trên buổi live của em, thì anh chị có thể đưa ra cảm nhận. Còn với em thì sau khi mà xem cái hai buổi cầu truyền hình đó thì hôm đó em có đăng một cái status các anh các chị. Em có đăng một cái status mà em cảm thấy là cái status này nó giống như cái cảm xúc mà ngày xưa em nhớ là khi em dạy lịch sử, dạy cho học sinh cái đoạn cái phần mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, và Bác lần tức là Bác đi giống như là một người mù đi giữa đêm tối, và đến năm một nghìn Bác đi từ năm 1911 đến năm 1920 Bác ấy tìm thấy con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam, và Bác nói rằng là
Tôi ngồi một mình giữa đêm tối, giống như tôi đang nói trước quốc dân đồng bào, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta. Thì hôm đó em hả nghe xong thì em hạnh phúc đến mức độ mà em cảm giác là mình có thể là lúc bấy giờ khuya rồi các anh các chị, là mình có thể mình hét lên là mình cảm thấy quá hạnh phúc, quá may mắn, bởi vì là mình có một cái phúc báu nó quá lớn và quá dày. Thế cho nên là em mới nhận được cái cơ hội này. Các anh chị có biết vì sao chúng em lại có cái cơ sở để chúng em nói như vậy không? Và bản thân em ấy thì em không nghĩ rằng một cái cô giáo làng giống như em, một cô giáo ao làng như em mà lại có một cơ hội được trở thành cổ đông của một tập đoàn được định giá là 400 tỷ đô luôn các anh các chị. Được 400 tỷ đô. Em nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ được điều ấy. Và một cái nữa đó chính là gì? Là em đã đi làm được 21 năm sau khi ra trường đến thời điểm hiện tại như đến thời điểm hiện tại. Nhưng cái tài sản của em tích lũy được nhiều hơn cả là chỉ trong vòng chưa đầy một năm các anh các chị. Chưa đầy một năm khi em biết đến USD. Và đến thời điểm hiện tại này với số lượng cổ phần mà hiện tại em đang nắm giữ thì em cảm thấy rất là tự tin, cảm thấy rất là may mắn, bởi vì chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi em đã kiến tạo cho mình một cái tài sản mà có lẽ là nếu như em chỉ đi làm công ăn lương bình thường em phải mất có khi phải đến ba đời chưa nó chắc đã tích lũy được cái số tài sản như vậy. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thì nó đều có cơ sở và đều có căn cứ của nó các anh chị. Và các anh chị thấy là khi mà chúng ta nghe những cái lời chia sẻ của các cổ đông từ Belarus về thì chúng ta cập nhật được những cái thông tin mà chúng ta thấy là đầu tiên là trước đó thì các anh các chị nghe thấy là bảo doanh nghiệp chúng ta lớn rồi, nhưng khi nghe tường thuật trực tiếp thì các anh chị sẽ hình dung quy mô doanh nghiệp của chúng ta lớn như nào và sản phẩm của chúng ta đỉnh cao và độc quyền ra làm sao, đúng không ạ? Đấy. Không biết là hôm đấy anh Hoàng, chắc anh Hoàng có xem đúng không ạ? Bởi vì em thấy anh Hoàng là một trong những người mà rất ham học hỏi và thường xuyên là xuất hiện trong những buổi Zoom của cộng đồng gia đình VT mình để cập nhật những thông tin về không chỉ cho chính bản thân anh mà cho các nhà đầu tư của anh. Bởi vì khi chúng ta đi chia sẻ cơ hội này cho mọi người, giúp doanh nghiệp của chúng ta có được thêm nguồn vốn. Và khi doanh nghiệp của chúng ta thành công thì có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ thành công, đúng không ạ? Em nghĩ là anh Hoàng chắc chắn là sẽ có theo dõi. Thế thì em có rất muốn là anh Hoàng có thể giao lưu chia sẻ và cập nhật cho các anh các chị xuất hiện trên buổi live của em và của anh Hoàng những cái thông tin mà anh nhận được cái giá trị từ cái buổi hôm đó, và đặc biệt là một số những cái thông tin về những cái hợp đồng thương mại của chúng ta ấy, được được tập đoàn của chúng ta công bố, đặc biệt là thông tin từ Dubai. Thì em cũng xin nhường mic lại cho anh để anh có thể chia sẻ cho mọi người. Được không ạ? Rồi, ok, cảm ơn em Hà nhé. Cũng là một 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 nhà giáo đúng không ạ? Với những câu câu từ ngôn từ rất là sắc đúng cả nhà mình. Đấy, trong một thời gian rất là ngắn thôi, em đồng hành cùng với lĩnh vực đầu tư và giá trị, nó là sở hữu cổ phần của doanh nghiệp tiềm năng, thì em đã trang bị cho mình những kiến thức thật sự rất là phong phú đúng không ạ? Thế thì để trở lại với cái chủ đề chính buổi tối ngày hôm nay. Thế thì để nói về tiềm năng cái công nghệ mà ngày hôm nay hai anh em cũng như là rất nhiều cô chú anh chị đang đồng hành ấy, thì Hoàng muốn nói rằng là thật sự đến giờ phút này ấy, thì rất nhiều những cái cảm xúc nó gọi là vỡ òa ấy. Mặc dù là tại thời điểm này ở bên Belarus có hai đoàn cổ đông đang bên đấy, mặc dù hai anh em là những người không có mặt ở bên bên tập đoàn, thế nhưng mà tất cả những cái thông tin, những cái hình ảnh được câu truyền hình trực tiếp từ bên đấy về, thật sự nó mình cảm giác như là mình đang thực tế mình đang bên đấy vậy. Trước đây đợt đầu năm thì Hoàng cũng chỉ có cơ duyên Hoàng sang bên bên UAE thôi, đó là bên trung tâm công nghệ và đổi mới tại Dubai ấy. Thế thì khi mà ngày hôm nay các cổ đông sang bên Belarus nữa thì đây mới là cái nôi, đây là cái nôi của tập đoàn chúng ta này, và ở đây thì nó bao hàm rất nhiều những cái tài sản của doanh nghiệp của chúng ta, rất nhiều tài sản từ nhà máy sản xuất này cho đến văn phòng làm việc này, cho đến trung tâm công nghệ này, cho đến nhà bảo tàng này, bảo tàng lịch sử của tập đoàn chúng ta này, ấy rồi đến những cái lông trại nữa. Thật sự là nó quá nhiều những cái tài sản và những cái sản phẩm ở đây để cho các cổ đông trải nghiệm, không những cổ đông mà rất nhiều các khách của nước ngoài và đặc biệt các chính phủ các quốc gia nữa. Đấy, thế thì với những cái cầu truyền hình, những cái buổi cầu truyền hình trực tiếp từ bên tập đoàn về,
Thì Hoàng xô chuỗi lại thế, từ khi mà lúc đầu mình nghe được thông tin về tập đoàn này thì ngay lúc đầu thực tế là Hoàng chưa hiểu nhiều đâu. Được một người em chia sẻ về cái lĩnh vực này thì tại thời điểm đầu Hoàng cũng chưa hiểu nhiều, nhưng mà khi mình thấy rằng là đây là một cái lĩnh vực nó rất là tiềm năng và nó sẽ đem lại cho mình được cái đột phá về tài chính rất lớn, thì mình cũng quyết định rất nhanh, mình ra quyết định là tài trợ vốn và sở hữu cổ phần của tập đoàn. Và sau một thời gian rất ngắn thì mình cũng đồng hành với lại tập đoàn này, cùng chung tay với lại ngài chủ tịch để làm sao mà huy động được nhiều cái nguồn vốn để làm sao mà có thể hoàn thiện được tất cả các hạng mục để thương mại hóa cái sản phẩm này ra toàn cầu. Thế thì khi mà không biết em Hà có nghe được cái đoạn mà chủ tịch chia sẻ hay không? Anh rất thích có một cái đoạn ông chia sẻ rằng là chỉ cần một cái dự án thương mại thôi, khi đấy công bố cái dự án đấy thì đồng nghĩa với lại cái giai đoạn 10 năm sẽ kết thúc. Và chúng ta thời điểm này chúng ta chưa biết được là lúc nào nhé, có thể là sang tháng sau công bố kết thúc ngay, hoặc cũng có thể là sang đến đầu sang năm đấy. Bản thân chủ tịch cũng chưa cam kết được, cũng chưa biết chính thức là đến lúc nào, nhưng mà chỉ cần có dự án công bố dự án được 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 triển khai xây dựng rồi là sẽ công bố kết thúc giai đoạn 10 năm. Thế thì để mà những cái dự án được công bố ấy, thì ở Dubai đã phê duyệt một cái dự án là 65 km, phải nói đây là một cái bước ngoặt, một bước ngoặt, phải nói là đánh dấu một cái thành tựu rất lớn của tập đoàn chúng ta. Mặc dù nhá, một cái công bố này nó chưa 100% đâu, nó chỉ là 99,9% thôi, vẫn còn 1% chưa quyết định, nhưng mà sâu chuỗi này tất cả những cái lộ trình ấy và những cái thông tin ở trên cái trang của Bộ trưởng Bộ Giao thông của Dubai, thì chúng ta thấy rằng là từ năm 2019 cho đến tại thời điểm này thì tất cả trên các cái diễn đàn về công nghệ được triển lãm ở, ở quốc tế thì riêng Dubai họ chưa có một cái sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm giao thông UAT của chúng ta. Có nghĩa là từ năm 2019 cho đến ngày hôm nay, kể cả trên cái bản đồ kế hoạch về giao thông cho đến năm 2030 đều có cái sản phẩm của giao thông UAT của chúng ta, chưa thấy xuất hiện bất kỳ một cái loại hình, chưa cả nhắc tên đến luôn đấy nhà mình, chưa nhắc tên đến bất kỳ một cái loại sản phẩm loại hình giao thông nào ở ngoài UAT của chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta muốn nói rằng là cái dự án phê duyệt mà 65 km ấy, mà sắp sắp tới đây sẽ triển khai ấy, thì đánh giá là 99,9% là UST của chúng ta rồi. Bởi vì thì đấy, như Hoàng có chia sẻ, những cái tất cả những cái thông tin ấy, mà từ trước đến giờ Dubai họ đón nhận, cũng như là trên tất cả các cái trang của Bộ trưởng Bộ Giao thông của Dubai thì họ đều nhắc đến cái giao thông của mình. Và cả nhà mình có nhớ rằng là năm 2022 một cái sự kiện này quan trọng này, tức là cái năm 2022 thì là ở Berlin ở Đức, đó là diễn ra một cái triển lãm quốc tế về công nghệ. Thế thì tại thời điểm đấy cái sự kiện đấy xảy ra thì chính là chính phủ của Dubai họ đã đem cái sản phẩm đấy là con tàu UAT của chúng ta đi, họ triển lãm ở cái gian hàng gọi là sang trọng nhất ở cái triển lãm Indochina đấy. Và tất nhiên là cái sản phẩm UAT của chúng ta đã được gắn mác RTA, đây là gọi là cái mác của Bộ trưởng Bộ Giao thông họ đã cấp cho cái logo này. Đấy, chúng ta hình dung là bất kỳ một cái phương tiện nào khi mà được hoạt động ở trên đất nước Dubai thì đều phải được gắn cái logo RTA thì mới gọi là được 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 cấp phép để hoạt động cũng như được được thương mại. Thì cái sản phẩm của chúng ta đã được chứng nhận rồi và đã được cấp phép, được Bộ Giao thông của Dubai cấp cho cái logo RTA đấy. Đấy, kể cả đến những cái gọi là tối thiểu nhất đến những cái xe taxi thôi cũng đều phải gắn cái logo RTA đấy mới được di chuyển, mới được hoạt động ở trên cái tiểu vương quốc của họ. Thì đây là một cái bước ngoặt mà đánh dấu cho cái sự thành công của doanh nghiệp chúng ta. Tất nhiên là còn rất nhiều những cái hợp đồng khác nữa mà
chủ tịch cũng không 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 thể nào tiết lộ cho tất cả chúng ta. Nhưng mà gì, nhưng mà bà tổng giám đốc, đó là vợ của chủ tịch ấy, cũng đã chia sẻ một vài những cái thông tin thật sự là vô cùng là quan trọng và giá trị. Nói chung là thời điểm này tất cả những người mà đã có cổ phần của tập đoàn, có nghĩa là chúng ta đang sở hữu cổ phần gốc nhé, thì chúng ta sẽ được rất nhiều những cái gọi là những cái lợi về cái mặt lợi ấy. Có nghĩa là khi mà giả sử như Hoàng nói là cái cổ phần gốc này nó khép lại rồi ấy, thì lúc đấy bắt đầu đến những cái dự án mục tiêu, thì nếu như mà sau này ai biết đến sau và họ họ tài trợ vào những cái dự án mục tiêu ấy, thì họ chỉ được hưởng lợi nhuận trực tiếp từ những cái dự án đấy, chứ không phải như chúng ta ngày hôm nay. Nếu như chúng ta ngày hôm nay thì có bất kỳ một cái dự án nào về giao thông triển khai ở trên khắp toàn cầu thì chúng ta đều được hưởng lợi nhuận. Đấy nó cái sức mạnh của cái việc chúng ta sở hữu cổ phần gốc. Tất nhiên là chúng ta phải đánh đổi một số những cái rủi ro từ từ trước đến bây giờ, đúng không ạ? Nhưng mà tại thời điểm này thì có thể nói là cái rủi ro nó giảm đi rất nhiều rồi. Nếu chúng ta biết về chu trình về một cái sản phẩm trong một cái doanh nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ biết rằng là cái cơ hội này ngày hôm nay chúng ta đang nắm giữ nó đang ở cái giai đoạn nào, và cái biên độ để nói về cái sự mạo hiểm ấy, nó còn ở nghĩa là còn ở cái cấp độ mạo hiểm như thế nào nữa, thì chúng ta sẽ thấy được là thật sự là quá xứng đáng để ngày hôm nay chúng ta đồng hành cùng với doanh nghiệp, không riêng gì chỉ về giao thông UT thôi, và nó sẽ còn rất nhiều những cái hệ sinh thái, đó là những cái sản phẩm mà đều là cái sở hữu trí tuệ của ngài chủ tịch, và nó đều là những cái sản phẩm mà tạo ra giá trị cho xã hội và phục vụ cái nhu cầu của con người đấy. Đó là một vài những cái thông tin, những cái điều Hoàng cũng chia sẻ một chút, và nhường bích này cho em Hà, chúng ta sẽ cùng giao lưu, cùng chia sẻ. Và ngày hôm nay thì quý anh chị cùng các cô chú, ngày hôm nay chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta có thể là vừa giao lưu chia sẻ, chúng ta vừa có thể là có thể là gọi là có những câu hỏi, chúng ta cứ cứ giao lưu với nhau, tương tác cho nó. Còn chắc chắn là có những cô chú anh chị mà có thể là mới biết đến thôi, chưa hiểu nhiều, nhưng mà có những người cũng biết đến rồi, và chắc chắn là sẽ cũng còn những cái thắc mắc, bởi vì là để nói tập đoàn chúng ta thì rất là rộng, nên là để hiểu hết thì nó sẽ chắc chắn là sẽ mất một khoảng thời gian cũng cũng phải khá là dài, kể cả là bản thân em Hoàng hay em Hà đây đi chăng nữa thì cũng chưa thể nào hiểu hết sành sạch về tập đoàn. Tuy nhiên cũng không thể nào mà trả lời được 100% câu hỏi. Thế nhưng mà nếu những cái gì mà hai anh em biết thì sẵn sàng có thể là chia sẻ với lại tất cả các cô chú anh chị nhà mình. Được không? Xin nhiều mic lại cho em Hà. À, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng. Các anh các chị thấy anh Hoàng chia sẻ có năng lượng không ạ? Và để cảm ơn phần chia sẻ của anh và cộng hưởng nguồn năng lượng tích cực tới anh Hoàng và em Hà, thì em xin các anh các chị có thể dành 20 anh chị, 21 anh chị hiện tại đang theo dõi buổi live của hai anh em chúng em, có thể dành cho anh Hoàng những tràng số 68 yêu thương được không ạ? Bởi vì số 68 là cái số biểu hiện cho sự lộc phát, đúng không ạ? Đấy, thì tiếp lời của anh Hoàng thì em cũng xin chia sẻ với một cái góc nhìn của cá nhân em, của một nhà đầu tư. Anh các chị, em đang chia sẻ ở đây là với góc nhìn của một nhà đầu tư mà mình đã đồng hành với doanh nghiệp một thời gian mà suốt một cái thời gian vừa rồi em đồng hành thì em đều dành hết tình yêu và tâm huyết cho doanh nghiệp của mình. Bởi vì dù chúng ta có đầu tư với số tiền lớn hay là số tiền nhỏ thì đấy cũng là những đồng tiền mà mồ hôi nước mắt chúng ta làm ra, đúng không ạ? Bởi vì các anh chị thấy là trong quá trình làm kinh tế thì nếu như chúng ta chỉ khư khư giữ mỗi tiền của chúng ta và chúng ta không biết là dùng tiền của chúng ta để đi mượn lực người khác thì rất khó chúng ta có thể nhân bản được tiền lên nhiều lần. Thế thì cơ hội sở hữu cổ phần của FT chính là một cơ hội để giúp cho các anh các chị có thể mượn lực khi làm tiền, khi làm kinh tế để nhân bản được tiền tiền hay là tài sản của chúng ta lên được nhiều lần. Và đấy chính là cái đích đến đúng không ạ, trong cái việc mà các anh các chị tham gia lĩnh vực đầu tư. Và đấy cũng chính là lý giải vì sao mà những người giàu thì họ lại ngày ngày càng giàu, nhưng phần lớn thì đa số 95% dân số thì đều đều không hiểu được điều này. Tức là mọi người đều nghĩ là tôi phải là người giữ tiền là chắc hơn, tôi phải là người tự vận hành tiền,
Nhưng trong khi đó thời gian, sức lực, trí tuệ của mình có hạn và mình không làm được. Thì quay trở lại với lại tập đoàn VT, thì sau một thời gian mà em cập nhật về doanh nghiệp và đặc biệt là mình theo dõi cái buổi cầu truyền hình vừa rồi, thì các chị có biết không? Trước đó em đã tìm hiểu về doanh nghiệp của mình, hiểu về sản phẩm, các sản phẩm của doanh nghiệp mình rồi. Nhưng em mới chỉ hiểu được, trước đó là mình chỉ hiểu được một phần. Và vừa rồi khi mình nghe mọi người tường thuật trực tiếp từ Belarus về các chị, thì em mới biết được rằng mình òa lên rằng là ồ, doanh nghiệp của mình quá lớn các chị. Và tất cả những sản phẩm các chị hình dung là đều đi đầu xu thế phát triển của thế giới. Và nó hướng tới hai cái vấn đề mà hiện tại bây giờ là một xu thế của thế giới. Một là liên quan đến việc là sản phẩm của chúng ta đều liên quan đến đến một cái công nghệ bảo vệ môi trường. Và đấy là cái đích đến của thế giới trong một cái tương lai gần và tương lai xa, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa đó chính là gì? Đó chính là sử dụng cái công nghệ mà trong trong tương lai gần và tương lai xa tới này loài người sẽ sử dụng đến, đó chính là trí tuệ nhân tạo AI. Và một cái lĩnh vực chúng ta đầu tư nữa đó chính là liên quan đến lĩnh vực giao thông. Chính vì lẽ đó nó mới có giá trị, nó mới có giá trị các anh các chị. Và các chị không biết là các anh chị có xem kỹ kỹ càng cái buổi tường thuật đấy không, nhưng bản thân em là em nghe rất là kỹ, em nghe rất là kỹ. Và khi mà mình nghe mọi người quanh như thế thì mình mới thấy được, thì đúng là trong cái thời gian vừa rồi, với cái số tiền mà ngài chủ tịch góp vốn cho chúng ta, góp vốn cho ngài chủ tịch để ngài chủ tịch phát triển doanh nghiệp, thì các anh chị thấy là đã được ngài chủ tịch sử dụng một cách rất hiệu quả. Các anh chị có nhớ cái câu chuyện ngày xưa, vì ngày xưa các cái hãng ô tô họ mất 20 đến 20 năm, 25 năm Ford rồi Vios, Toyota họ mới phát triển được các cái mẫu xe ô tô, đúng không ạ? Thế nhưng ngài chủ tịch của chúng ta chỉ mất trong vòng 10 năm thôi đã cho ra đời 14 mẫu tàu. Và tất cả cái đồng vốn của chúng ta được ngài chủ tịch sử dụng một cách rất hiệu quả và triệt để cái số vốn đó. Cái số vốn này các anh chị thấy, nếu như so sánh với cái dự án Hyperloop của tỷ phú Elon Musk đã từng được các tỷ phú cơ giới tài phiệt của Mỹ góp vốn, thì cái số vốn của chúng ta nó rất là nhỏ, nhưng nó lại nó có một cái giá trị rất là lớn. Và các anh chị có nhớ cái câu chuyện mà trước đó ngài chủ tịch đã từng chia sẻ ở ở Dubai trong cái chuyến đi, trong đó có anh Hoàng đợt đi Dubai tháng 4 vừa rồi không ạ? Các bạn góp cho tôi 1 đồng, tôi có thể nhân cho các bạn ít nhất là 5 đồng. Thì các anh chị thấy là chúng ta đã gửi gắm tiền của chúng ta đúng nơi đúng chỗ, đúng không ạ? Và chúng ta đã lọt vào top những người thuộc cái số ít, là không phải lúc nào cũng khư khư giữ tiền và tự mình nhân bảng tiền lên, mà chúng ta dịch chuyển là gì, nhờ người khác để làm gì, chuyển tiền cho người khác. Cái người ấy người ta có kiến thức, người ấy người ta có thể có doanh nghiệp để làm gì, để họ vận hành tiền cho chúng ta, giúp chúng ta nhân được tiền lên nhiều lần. Và cái thứ hai nữa là cái sản phẩm, em phải công nhận là doanh nghiệp của mình có những cái sản phẩm mà em chưa hình dung ra được cái quy mô của sản phẩm, tức là cái giá trị của sản phẩm của chúng ta nó lớn như thế. Và trước đó thì em cũng biết được rằng là ngài chủ tịch của chúng ta là một nhà khoa học, và các anh chị biết là nói đến nhà khoa học thì cái phát minh của họ nó sẽ là một cái, những cái phát minh mà các anh chị thấy là người bình thường chúng ta chưa hình dung ra, thì họ đã có những cái suy nghĩ, có những cái ý tưởng cho nên họ biến trở thành hiện thực. Ví dụ khi trước đó thì em nghe đến cái sản phẩm mùn Nutella. Cái sản phẩm Nutella của chúng ta là một cái sản phẩm mà đang được thương mại hóa rồi, đã được ngài chủ tịch sử dụng nó để bón cho các loại cây trồng trồng ở khu nông trang của ở Belarus rồi, đúng không ạ? Và đang thương mại, và bây giờ thì đã kết thúc việc huy động vốn, góp vốn vào nhà máy mùn ở UEA, ở các tiểu vương quốc Ả Rập, đúng không anh các chị? Nhưng em không nghĩ rằng là cái giá trị của cái sản phẩm mùn này nó lại lớn như vậy. Trước đó thì em mới chỉ hiểu sơ sơ là cái sản phẩm mùn này nó có tác dụng như thế nào, và em đã được ăn cái trái táo bón từ cái mùn này rồi, và em cảm nhận được cái vị ngon ngọt thơm của nó rồi. Nhưng hôm nọ nghe các anh các chị chia sẻ là năng suất tăng hơn nhiều này, và đặc biệt ví dụ các anh các chị có nhớ cái hình ảnh mà mọi người quay cái vườn, nó như là cái vườn dưa chuột đúng không ạ? Bình thường chúng ta trồng ở nhà là phải năm nào chúng ta phải trồng lại, đúng không ạ? Chúng ta phải trồng lại thì chúng ta mới có thu hoạch. Nhưng đằng này là với công nghệ trồng bằng bón bằng mùn và phun bằng mùn của chúng ta thì không phải sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, và trồng 1 năm thu hoạch được nhiều năm mà năng suất lại tăng nhiều như vậy, thì theo các chị tiềm năng của nó sẽ như thế nào? Em có nhớ một cái câu chia sẻ của một cổ đông, và không biết là hôm ấy giờ có phải là người chủ tịch hay là một ban lãnh trong ba hay là ban lãnh đạo công ty có nói là cái tiềm năng của mùn sau này khi được thương mại hóa nó sẽ giống như cái sản phẩm của Coca-Cola. Các anh chị hình dung Coca-Cola hiện tại bây giờ nó đang thương mại hóa trên quy mô toàn cầu,
và đem lại cái dòng tiền rất lớn cho các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Coca-Cola. Thì các anh chị thấy là chỉ nói một sản phẩm thôi đã đỉnh cao rồi. Một cái sản phẩm nữa mà em rất ấn tượng cũng liên quan đến việc bảo vệ môi trường, đó chính là nhà sinh thái. Trước đó thì em chỉ hình dung là cái nhà sinh thái này của ngài chủ tịch sẽ sử dụng những cái sản phẩm là nó thân thiện với môi trường, nhưng không nghĩ rằng là ngài lại có một cái phát minh nó tuyệt vời như thế. Ở trong ngôi nhà ấy là sống xung quanh là cây cối này, trên trần trên mái nhà cũng là cây cối, có thể trồng được cây này. Các anh chị đã nhìn thấy cái sản phẩm đúng không ạ? Và đặc biệt là chất thải từ trong ngôi nhà, bình thường chúng ta phải thải ra ngoài, rác chúng ta vẫn đi đúng không ạ, nhưng đằng này tất cả chất thải kể cả xà phòng hay là nước giặt mà chúng ta sử dụng trong nhà nó lại được được tự xử lý bằng cái hệ thống mà ngài đã xây dựng ở dưới ở dưới ngôi nhà đấy, bằng những cái bể ở dưới ngôi nhà các anh chị, và cái nước đấy được xử lý một cách đặc biệt thì sau đó lại tạo ra phân bón, nước tưới để tưới cho cây trực tiếp vào cái khu nhà đó. Thì theo các anh chị, nếu như thế giới của chúng ta mà cứ nhân bản được nhiều cái ngôi nhà như vậy thì chúng ta sẽ hình dung là thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp như thế nào. Và em Hà nghĩ rằng với sự phát triển của xã hội hiện tại bây giờ, đặc biệt là những nước lớn, những nước mà họ có nền kinh tế phát triển rồi, đời sống của nhân dân họ cao rồi. Em ví dụ như nước châu Âu này. Em nghe các anh các chị ở bên Đức kể là đời sống bên này, ví dụ họ muốn đi làm họ mua nhà này, họ mua xe nó đơn giản lắm, nó không phải còn chật vật như Việt Nam mình, có đúng không anh các chị? Đấy, thế thì họ sẽ có nhu cầu là gì, ở trong những ngôi nhà tuyệt vời như vậy. Thì các anh chị hình dung là khi mà được triển khai trên quy mô rộng lớn, doanh nghiệp của mình phát triển, thì các anh các chị sẽ hình dung là các đơn đặt hàng đến với doanh nghiệp mình nó sẽ lớn như thế nào. Và đơn đặt hàng đến với doanh nghiệp mình lớn thì cổ đông chúng ta sẽ là người có lợi. Em Hà có lợi, canh các chị được có lợi đúng không? Anh Hoàng được hưởng lợi là chứ không phải là những người khác. Có chăng là số đông mọi người sẽ không nhìn ra câu này đâu anh các chị. Bởi vì có những người chưa chia sẻ hoặc là chưa tìm hiểu, người ta đóng tư duy, đóng não rồi. Và em Hà xin chúc mừng tất cả các anh các chị. Trong đó có cả em Hà, có cả anh Hoàng. À, chúng ta đang là một top những người mà thuộc 5% dân số, và nếu như các anh các chị nào có sở hữu 1 triệu cổ phần trở lên thì em xin chúc mừng các anh chị sẽ lọt vào top 1,2% dân số. Bởi vì theo cái bảng thống kê gần đây nhất của tạp chí Forbes của Mỹ thì số lượng người có tài sản từ 1 triệu đô trở lên, hơn 1 triệu đô trở lên ấy, thì nó chỉ chiếm khoảng 1,2% dân số thôi các anh các chị. Nhưng quan trọng là cái tài sản ấy của các anh các chị nó phải sinh ra cho chúng ta dòng tiền là bao nhiêu thì cái việc làm giàu ấy nó mới bền vững được anh các chị. Đấy, đấy là chưa nói đến những cái dự án khác. Thế thì các anh các chị cũng nghe những cái phần chia sẻ của ngài chủ tịch, khi ngài chủ tịch trả lời các câu hỏi, bởi vì chúng ta đang xây dựng một cái hệ thống mới, một hệ thống hệ sinh thái sản phẩm mới, hệ thống giao thông mới đúng không ạ? Cho nên là cái lộ trình của chúng ta đi nó phải chậm hơn, nó phải chậm hơn. Và ngài có nói rằng là tôi đã ngồi trên con thuyền này 50 năm rồi. Các bạn thấy chậm đúng không ạ? Các bạn thấy chậm, ngồi trên con thuyền này 50 năm, 50 năm rồi. Nhưng rất may là nhờ có các bạn, và đặc biệt là chủ tịch còn nhấn mạnh may nhờ có các bạn, Việt Nam biết ơn các bạn, bởi vì nhờ có các bạn mà con thuyền này đi nhanh hơn. Và trong tất cả các bài mà ngài chủ tịch, những cái buổi nói chuyện mà mọi người cứ hỏi về cổ tức, thì các anh các chị thấy cái câu chốt lại của ngài chủ tịch là năm 2025 sẽ hoàn thiện về về pháp lý đúng không ạ? Về pháp lý để trả thù lao hay trả tiền thưởng cho các nhà đầu tư. Thì theo các anh chị có yên tâm là chúng ta góp vốn vào đây không ạ? Chúng ta có lo lắng không ạ? Mà quan trọng đến thời điểm này với em Hà thì như thế này các anh các chị. Đó chính là gì? Đó chính là chúng ta đang có bao nhiêu cổ phần mới là điều quan trọng. Để đến khi nếu doanh nghiệp trả thưởng cho các nhà đầu tư ấy, thì chúng ta có bao nhiêu cổ phần để nhận được bao nhiêu cái số tiền thưởng ấy. Có nhiều thì sẽ được hưởng nhiều và có ít thì được hưởng ít. Nhưng anh chị có nhiều thì có thể tự do tài chính luôn, đúng không ạ? Và ban nãy thì em thấy có một anh hỏi này. Anh gì đây nhỉ? Em thấy bên trên đã bị trôi mất cái phần anh Nguyễn Viết Biên. Em xin chào anh. Anh có hỏi rằng là gì nhỉ? Năm tới có chia cổ phần, có được được chia có được có chia được cổ phần không anh chị ơi? Cái câu hỏi này của anh là em hiểu là anh định nói là trả tiền thưởng cho cổ phần dành cho các nhà đầu tư đấy,
thì có thể là theo luật kế hoạch thì là của công ty là có, đây là kế hoạch thôi. Thế còn cụ thể như thế nào thì tới này chúng ta phải chờ công ty công bố. Nó cũng giống như cái chuyện mà sau này doanh nghiệp của chúng, các cái doanh nghiệp họ niêm yết trên sàn chứng khoán rồi anh các chị. Họ niêm yết trên sàn chứng khoán rồi thì cổ phần nó trở thành cổ phiếu và những người được nhận hưởng lãi lợi nhuận từ cổ phần ấy, à, cổ phiếu ấy thì gọi là tiền cổ tức ấy. Thì các doanh nghiệp bao giờ họ trước khi trả họ phải có một cái công bố cụ thể là trả với tỷ lệ bao nhiêu này, dựa theo doanh thu lợi nhuận mà công ty thu được thì lúc bấy giờ chúng ta mới biết chính thức là công ty sẽ trả bao nhiêu này và với tỷ lệ là bao nhiêu đấy. Lúc bấy giờ thì chúng ta chính thức chúng ta mới mới có thể khẳng định được. Nó cũng giống như câu chuyện là các anh chị làm kinh tế đúng không ạ, năm nay các anh chị dự kiến anh chị kiếm được bao nhiêu tỷ, ví dụ 1 tỷ chẳng hạn, nhưng cũng có thể là sự cố xảy ra đến cuối năm mình không kiếm được gần đấy chứ, đúng không ạ? Thì lợi nhuận mình, cuối năm mình thu được nó cũng sẽ không, có thể là nó sẽ không đạt được những như cái ý định hoặc cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn đấy. Thì với những cái thông tin như vậy và những cái hợp đồng mà các anh chị thấy được công bố thì các anh chị sẽ thấy là cái cơ hội này của chúng ta là chúng ta đã thắng lợi rồi. Chỉ có một cái rủi ro duy nhất, có một cái phép thử duy nhất đối với những nhà đầu tư, đó chính là chúng ta có đủ kiên trì nữa không. Nhưng với em thì em thấy rằng là em quá may mắn, bởi vì em biết, mặc dù em biết nó hơi muộn so với một số anh chị, cho nên thời gian chờ của em không nhiều. Nhưng nhiều anh chị em thấy là đầu tư năm nay được 8 năm rồi, 7 năm rồi, anh Hoàng 4 năm rồi nhưng vẫn tươi và vẫn cười hạnh phúc như thế này, có đúng không anh các chị? Đấy, quan trọng là các anh các chị có đủ kiên nhẫn không, bởi vì trong đầu tư ấy, anh các chị, đầu tư nó là một cái công việc rất là nhàm chán, kể cả các anh chị đầu tư đất cũng vậy, các anh chị đầu tư đất xong thì các anh các chị cũng không phải làm gì đúng không ạ, trừ khi các anh chị xây nhà lên cho thuê thì em không nói, nhưng các anh chị đầu tư xong thì các anh chị có làm gì đâu ạ, các anh chị chờ, nếu như cái khu đất này các anh chị mua là có đường lớn đi qua này, có một cái trung tâm nào đó mọc lên này và các anh chị thấy đất nó tăng giá thì các anh chị bán, các anh chị bán và các anh chị sẽ thu được một cái tài sản, nhân được cái tài sản của mình lên nhiều lần và các anh chị chốt được lãi vốn đúng không ạ, chốt được lời trong cái thương vụ đầu tư ấy. Thế thì cái việc đầu tư của một doanh nghiệp nó cũng như vậy, là một công việc rất nhàm chán. Đầu tư xong các anh chị không phải làm gì, các anh chị chỉ theo dõi sự phát triển của doanh nghiệp, các anh chị chỉ theo dõi xem doanh nghiệp là họ đạt thành tựu gì, họ có những hợp đồng thương mại nào được ký kết, họ làm ăn ra làm sao thôi, chứ chúng ta không phải làm gì, bởi vì có người làm cho chúng ta rồi đúng không ạ. Đấy, nó khác hẳn so với việc là các anh chị, nhiều anh chị có một cái thói quen là giống như các anh chị đầu tư vào, góp vốn vào cái doanh nghiệp ở trên sàn chứng khoán, mua cổ phiếu trên sàn thì các anh chị thích làm cái việc là tôi phải quan sát cái bảng điện tử xanh xanh đỏ đỏ, nến xanh và nến đỏ ấy. Nếu thấy nến xanh xuất hiện thì tôi thấy giá tăng bán, còn nến đỏ xuất hiện thì giá giảm thì tôi không bán nữa và có thể tôi mua vào, và các anh chị thấy làm được việc anh nghĩ chốt được tiền thì các anh chị bảo à đấy tôi phải làm đấy tôi mới được hưởng. Nhưng lĩnh vực đầu tư của phần doanh nghiệp hoặc là một số đầu tư khác thì các anh chị không phải làm điều ấy, mà các anh chị đầu tư xong các anh chị ngồi chờ đợi đúng không ạ, một công việc nhàm chán, nhưng không phải ai cũng cũng đủ kiên trì nhẫn lại để chờ đợi, giống như cái câu chuyện là thích chốt lời ngay trên sàn, tức là thích giàu nhanh mà không thích giàu chậm, đúng không anh các chị? Đấy, chị Yến Nguyễn bảo rằng là chị được 6 năm rồi em yêu, mà em thấy chị lúc nào cũng là rất là năng lượng đúng không ạ, theo dõi cập nhật thông tin về doanh nghiệp không bỏ sót một buổi Zoom nào hoặc một cái thông tin nào em thấy là cập nhật ở trong văn phòng cá nhân là chị không cập nhật đến. Thế cho nên là đến thời điểm hiện tại bây giờ với tất cả những cái thông tin về tập đoàn VT nó rõ như ban ban ngày, nó không có cái gì mà mập mờ đúng không ạ? Đấy, vì đó em xin chúc mừng anh các chị đã là cổ đông của VT, và còn những anh chị chưa là cổ đông của VT thì hãy đưa ra quyết định sớm đi, bởi vì UET sẽ là một cơ hội có một không hai trong cuộc đời làm kinh tế của chúng ta. Thế vậy thì chúng em xin phép được chuyển sang cái nội dung thứ hai để giao lưu với các anh các chị. Thế tại sao đến thời điểm này cơ hội đầu tư góp vốn vào UET chính là một cơ hội mà làm giàu, một cơ hội làm giàu tốt nhất thế kỷ 21. Em Hà dùng từ là tốt nhất thế kỷ 21. Có thể anh chị em chúng ta, ví dụ như em bây giờ với độ tuổi của mình thì mình vẫn đang sống sống trọn phần còn lại của thế kỷ mình sẽ không thể sống hết được thế kỷ 21 này đúng không ạ, nhưng với cái thời gian còn lại của thế kỷ 21 thì có lẽ đây là 100 năm của thế kỷ 21 thì đây là cái cơ hội làm giàu tốt nhất, bởi vì doanh nghiệp VT sẽ là một cái doanh nghiệp, một cái gã khổng lồ lớn ở trong tương lai. Thì em và anh Hoàng sẽ chia sẻ cho các anh các chị với cái nội dung thứ hai này.
Anh Lê Hùng, Lê Hùng, anh Việt Kiều bên bên Đức, em vừa nhắc đến nước Đức xong. Anh bảo rằng là chiến thắng đến nơi rồi. Anh Hùng thì sở hữu cho mình số lượng cổ phần rất là lớn các anh chị, và hiện tại bây giờ là anh vẫn làm công việc ở bên Đức. Nhưng mà anh bảo những lúc thời gian rảnh rỗi là anh cứ ngồi chờ, à ngồi pha trà, anh mang trà từ Việt Nam sang để pha và ngồi chờ USD thắng lợi thôi. Đấy, anh không, nhiều lúc anh nói chuyện vui như vậy và anh bảo là tôi đang ngồi ở bên Đức như thế này nhưng mà có hàng nghìn kỹ sư đang làm việc thế cho tôi, và những cái công nhân mà cũng đang làm việc cho mình đó chính là những cái chú run đất mà đang tạo ra cái sản phẩm đỉnh cao của ET, sau này nó sẽ quý hơn vàng đen ấy, đó chính là mùn Utera đấy. Chị Yên nghĩ là giờ chỉ mong ai có phước đức mới có duyên sở hữu cổ phần của ET thôi. Đúng rồi chị ạ. Đấy, và bây giờ thì em sẽ nhường mic lại cho anh Hoàng để anh Hoàng có thể chia sẻ tiếp với các anh các chị. Với góc nhìn của anh đang là một cổ đông lớn của ET và là một người đã theo dõi doanh nghiệp của mình và đã từng sang Dubai để chứng thực về công nghệ của chúng ta. Sang Dubai để thể hiện trách nhiệm của anh với những cái đồng tiền anh đã bỏ ra, thể hiện trách nhiệm của anh với những nhà đầu tư mà anh đã chia sẻ. Thì anh có thể chia sẻ cái góc nhìn của anh tại sao chúng ta lại có thể khẳng định là việc góp vốn vào nguyên tê thời điểm hiện tại là cơ hội làm giàu tốt nhất thế kỷ 21 ạ. Em xin nhường mic lại cho anh. Anh chưa bật mic ạ. OK, cảm ơn em Hà nhé. Đấy, cả nhà mình thấy không? Em Hà chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin rất là chính xác đúng không ạ? Rất là chính xác, rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Đấy, mặc dù không có mặt bên bên Arut đâu, nhưng mà có thể nói là cập nhật không, gần như không bỏ sót một cái nội dung, một cái cầu truyền hình nào của các cổ đông bên đấy. Thế để nói về cái sự thành công của doanh nghiệp chúng ta ngày hôm nay ấy, thì tất nhiên là tại sao mà ngày hôm nay vẫn có những anh chị mà nói với Hoàng, thậm chí là nói cả với cả em Hà nữa, rằng là cơ hội tốt như thế thì bạn 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 đem về cho đem về hết cho người người nhà bạn đi đúng không ạ? Tất nhiên là người nhà của bản thân em Hoàng và của em Hà chắc chắn là đã sở hữu rồi. Nhưng mà cả nhà mình hãy hình dung một điều này, thế nói giả sử như là cái công nghệ Facebook của chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang dùng đi, chính là cái nền tảng mà hai anh em ngày hôm nay cũng đang livestream và các cô chú anh chị cũng đang có mặt ở trên livestream này. Thì nếu như những năm tại tại những năm từ năm 2004 cho đến năm 2011, nếu như trong cái khoảng thời gian đấy mà không có những cái người mà họ đi lan tỏa, họ chia sẻ cái cơ hội sở hữu cổ phần của Facebook, nếu như ai một ai biết đến thì cũng giữ khư khư cho mình thôi, cũng chẳng nói với ai cả, thì nó đâu nó có cái cơ hội, nó đâu có lan tỏa được với nhiều người. Và khi mà không lan tỏa được với nhiều người thì đồng nghĩa với việc là cũng không tiếp cận được vốn để có thể là phát triển được doanh nghiệp. Thế đấy, thế là câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta là những người mà chúng ta mặc dù là ở Việt Nam nhưng mà chúng ta lại có thể là gián tiếp chúng ta sở hữu được doanh nghiệp ở nước ngoài. Đấy là chính ta, đấy chính là chúng ta đang nắm giữ cổ phần, tức là chúng ta sở hữu gián tiếp doanh nghiệp bằng cách là chúng ta sở hữu cổ phần của nó. Chúng ta tài trợ vốn và thông qua cái hợp đồng vay chuyển đổi thì ngày hôm nay chúng ta đang có một cái thế chấp, đó là chính là cái cổ phần mà ngày hôm nay chúng ta đang nắm giữ, đó là cái tài sản mà công ty thế chấp cho chúng ta. Chứ nếu mà để mà bảo tài trợ trực tiếp ra nước ngoài là chúng ta, thứ nhất chúng ta không được phép và chúng ta cũng không thể nào chúng ta tài trợ trực tiếp vào cái công ty đấy được, mà bắt buộc chúng ta phải thông qua một cái công ty quỹ. Thông qua một công ty quỹ, đây chính là gọi là cái nền tảng crowdfunding ấy, đã được Obama của Mỹ ký cái hiệp định này từ năm 2012. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội chúng ta được tài trợ vốn ra nước ngoài. Không phải tự nhiên chúng ta được đâu nha, mà trước đây ấy, nếu như ngài chủ tịch thành công trong cái việc mà huy động vốn của các nhà tài việt mà thành công rồi thì chắc chắn là chúng ta cũng hết cửa rồi. Nhưng mà tại những thời điểm trước năm 2014 thì ông đã rất nhiều lần ông gọi vốn của các cái nhà tài việt, và có những thời điểm là ông đã bị thâu tóm doanh nghiệp. Cả nhà mình có biết rằng là thậm chí ông đã phải gần như là phải bỏ cả tính mạng của mình ra để ông bảo vệ những cái sở hữu trí tuệ của mình. Đấy, rất nhiều người khi họ đã góp với ông một cái khoản tiền rất là lớn
và họ muốn đứng tên của họ tất cả những cái sở hữu trí tuệ đấy. Nhưng mà tất nhiên là chủ tịch của chúng ta không nghe cái điều đó, không cho phép, và ông đã bằng mọi cách để ông bảo vệ cái sở hữu trí tuệ của mình. Đây là một cái công nghệ mà thật sự nó rất là tiềm năng. Chính vì vậy nên một nhà đầu tư người Nga họ đã cảm thấy là họ biết rằng là cái công nghệ này rất tiềm năng, và họ đã tài trợ một lượng vốn và họ muốn chiếm đoạt tất cả những cái sở hữu trí tuệ đó. Thế thì trải qua 7 lần thất bại như vậy thì ông đã tiếp cận đến với cái hình thức đó là huy động vốn cộng đồng. Đấy chính là cái lý do mà ngày hôm nay tất cả chúng ta, không những ở Việt Nam đâu mà trên toàn cầu, đều có cơ hội được sở hữu cổ phần của tập đoàn UST. Cũng là một trong những cái tâm niệm, những cái ý niệm cho đi của ngài chủ tịch. Ông có chia sẻ một cái câu rằng là: "Tôi không muốn rằng là người giàu thì ngày lại càng giàu, và người nghèo thì cứ mãi nghèo." Chính vì vậy mà cái cơ hội này ông muốn dành cho tất cả những người dân trên khắp thế giới, kể cả những người có thu nhập rất là thấp cũng có cơ hội để thay đổi về chất lượng cuộc sống sau một vài năm nữa. Và điều này thì đến ngày hôm nay đã có rất nhiều những cái mà gọi là yếu tố để chứng minh được là doanh nghiệp chúng ta ngày hôm nay đã thành công rất lớn. Và không biết em Hà ngày nay có thường xuyên cập nhật thông tin không, nhưng mà anh về thời gian gần đây thì anh lại rất hay vào những cái trang gọi là trang trang chính nhá, trên cái trang của trang chính của Bộ trưởng Bộ Giao thông của Ấn Độ và Bộ trưởng Bộ Giao thông của Dubai ấy. Thì trên hai cái trang này họ là những cái người mà có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn với lại cái quốc gia của họ, và trên trang cá nhân họ họ đăng tải rất nhiều những cái thông tin về dự án UST của chúng ta, kể cả là những cái mà ông Bộ trưởng ông chia sẻ rằng là tập đoàn chúng ta đã ký với lại ký hợp tác với lại chính phủ Ấn Độ hàng mấy trăm dự án rồi, và có những cái dự án thì đã tiến đến cái giai đoạn gọi là khởi công rồi đấy. Và tất nhiên là chúng ta không thể nào chúng ta biết được là cái dự án đó ở đâu và cái quy mô của nó như thế nào, bởi vì đây là bí mật của doanh nghiệp. Nhưng vừa rồi chủ tịch có chia sẻ đấy, nếu như chúng ta tiết lộ có thể là dẫn đến câu chuyện là nặng, nếu nặng có thể là truy tố về về hình sự đấy, cả nhà mình có thấy nguy hiểm không ạ? Nên là khi những còn là những cái bí mật của doanh nghiệp ấy, thì không thể nào họ công khai cho chúng ta xem được. Chỉ khi nào mà thật sự cái dự án đó, cái chính phủ của cái đất nước mà họ thi công ấy, họ công khai rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ công khai. Đó là một trong những cái mà nhiều người cứ hỏi rằng là đâu cho tôi xem cái hợp đồng nè, cho tôi xem cái dự án ký đâu nè. Xin lỗi cả nhà mình rằng là kể cả là những cái doanh nghiệp ở Việt Nam thôi, chẳng bao giờ ai họ cho chúng ta xem về cái hợp đồng về cái dự án cả, không ai cho chúng ta xem cả. Đó là cái nguyên tắc, đó là bí mật của doanh nghiệp rồi, đấy chúng ta phải 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 tuân thủ thôi. Và bằng bằng những cái thông tin để chúng ta có thể là có đủ niềm tin ý, thì cái số một là chúng ta có thể là vào trực tiếp những cái trang của những cái bộ trưởng bộ giao thông đấy, hoặc là chúng ta cập nhật những cái thông tin ở trên cái văn phòng cá nhân. Chỉ cần chúng ta lập một cái tài khoản, một cái văn phòng cá nhân thôi, thì tất cả các cái dữ liệu, các cái thông tin đều có ở trên cái trang đấy. Không biết em Hà xem hết cả cái phần về ngài chủ tịch này, về công ty công nghệ này, về công ty quỹ này, về 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 nhà sáng lập này, có nghĩa nó đầy đủ tất cả các thông tin trên đấy. Chỉ thiếu mỗi cái là dự án là họ không công bố đâu. Dự án thì chúng ta phải vào những cái trang chính thức của các cái bộ trưởng ấy. Đấy chúng ta sẽ thấy được một vài những thông tin. Như vừa rồi cái dự án chính, cái hôm đầu cái dự án, cái hôm mùng mấy nhỉ, cái hôm hôm đầu tiên mà hôm đấy anh xem lúc 8 giờ sáng, và họ đăng tải trong vòng đúng một tiếng đồng hồ rồi họ khóa cái link đi luôn, không xem nữa, họ đăng tải đúng một tiếng em ạ. Thế đấy, điều đó cho thấy rằng là nếu như chúng ta cập nhật kịp thời thì chúng ta sẽ biết được, lắm được cái thông tin đấy. Và tất nhiên là ngày hôm nay thì họ đã công khai trở lại, nhưng mà tại thời điểm đấy có thể là vì một cái điều gì đó và họ đăng tải lên đúng 1 giờ đồng hồ và họ khóa cái đường link đấy, không không xem được nữa. Và tiếp theo thì có thể nói rằng là những ngoài những cái mà thông tin trên văn phòng cá nhân ấy, thì không thể thiếu được là cái phần mà chúng ta phải phải kiểm chứng bằng cái thực tế ấy. Nếu chỉ xem không thôi thì tất nhiên là cái niềm tin nó cũng tương đối,
Thế nhưng mà nếu như có thể chúng ta cho phép được chúng ta chứng kiến bằng gọi là tay sờ này, mắt thấy này, đúng không ạ? Và trải nghiệm thực tế nữa, thì đấy mới là cái điều tuyệt vời. Và tất cả các nhà đầu tư thật sự lớn, những nhà đầu tư vào đây hàng triệu đô ấy, thì họ đều là những người mà họ họ phải sang tập đoàn, họ họ chứng thực tất cả mọi thứ, xem là có, nó có đúng như là các bạn chia sẻ hay không. Họ sang họ họ trải nghiệm này, họ tham quan, họ kiểm chứng đấy. Khi mà họ về thì họ tài trợ những cái khoản đầu tư cực kỳ là lớn. Thế đấy, có người hỏi Hoàng là tại sao tôi chưa nhìn thấy thấy tại sao họ không gọi những cái gọi vốn của những nhà đầu tư lớn. Nhà đầu tư lớn thì trước đây là chủ tịch gọi những nhà đầu tư tài phiệt rồi. Thế nhưng ngày hôm nay thì không phải là không có nhà đầu tư lớn đâu ạ. Và cũng có những nhà đầu tư họ tài trợ hàng mấy chục triệu đô đấy cả nhà mình ạ. Mấy chục triệu đô nhé. Còn câu chuyện vài triệu đô ở Việt Nam mình thì rất rất nhiều. Và tất nhiên là Hoàng cũng không tiện đưa lên cái thông tin cá nhân của họ. Bởi vì đây là bí mật của họ. Mình chỉ gọi là mình biết thôi. Chứ mình không thể nào mình truyền thông lên trên mạng hay là mình chia sẻ khắp cả đến lúc ảnh hưởng đến thông tin của họ thì tất nhiên là nó không được, đúng không ạ? Và tiếp theo để nói về những cái sản phẩm ấy, thì từ năm 2014 cho đến ngày hôm nay thì tập đoàn của chúng ta đã chứng nhận được 16 loại hình, tức 16 mẫu tàu rồi. 16 mẫu tàu có tuyệt vời không ạ? Thế để như là một cái hãng xe điện Tesla ra đời, để ra đời được một cái ô tô thì đã cũng mất rất nhiều năm, hàng chục năm mới ra đời được được một cái ô tô. Và chúng ta thấy rằng là ô tô ra đời nhé, là nó chỉ có việc đi thôi, đường là nó không phải làm này. Tức là họ chỉ có việc sản xuất ra một cái ô tô và cái ô tô đó khi được chứng nhận rồi là đi thôi. Nhưng mà con tàu chúng ta không riêng gì sản xuất một con tàu mà chúng ta phải kéo theo cả một cái tổ hợp giao thông nữa. Có nghĩa là cả về hệ thống đường ray này, đường ray trên cao này, và hệ thống nhà ga nữa. Và điều tuyệt vời là chúng ta lại còn chạy tự động nữa. Đấy, có nghĩa là nó cả kéo theo một cái hệ thống, nó thật sự nó về công nghệ nó rất là phức tạp. Tương cái độ khó nó rất là khó. Nên là công nghệ chúng ta để có cái sao chép ấy thì có nghĩa là chủ tịch chia sẻ là chúng ta sẽ đi trước thế giới hàng chục năm. Hàng chục năm đấy là chủ tịch nói khiêm tốn, thế còn thực tế để nói có thể sao chép được y hệt như chúng ta thì nó khoảng mấy chục năm mới có thể là bắt chước được chúng ta. Và hôm vừa rồi thì em Hà anh cũng nắm được một thông tin rằng là chủ tịch có chia sẻ rằng là để nói về những cái dự án về giao thông trên cao ấy, thì cũng có rất nhiều những cái dự án ở các nước khác nhau, nhưng mà để tính đến thời điểm này ấy, để những doanh nghiệp khởi nghiệp cùng thời điểm với doanh nghiệp chúng ta hoặc là khởi nghiệp sau thì đến ngày hôm nay đều rụng hết rồi, có nghĩa là rụng sạch rồi, không còn nữa. Thì còn sót lại duy nhất doanh nghiệp chúng ta ngày hôm nay đã được chứng nhận 16 mẫu tàu. Cả nhà mình có biết tại sao những doanh nghiệp kia họ rụng hết không ạ? Bởi vì là họ không phải họ không có vốn đâu, mà bởi vì cái sản phẩm của họ khi mà sản xuất ra họ không được chứng nhận, tức là không được một cái đơn vị nào mà họ có đủ cái thẩm quyền và đủ uy tín để họ chứng nhận rằng là cái sản phẩm đó có thể là hoạt động và có thể thương mại được. Và tất nhiên là khi mà sản phẩm không được chứng nhận thì chắc chắn là doanh nghiệp đó phá sản rồi, đúng không ạ? Và cả nhà mình sẽ thấy rằng là có thể là inbox riêng cho em Hoàng và em Hà thì hai anh em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình thật sự là chi tiết về những cái doanh nghiệp có thể là nó đã từng nó phá sản rồi này, hoặc là những cái nhà đầu tư cá mập nào gọi là đầu tư ở đây hàng rất nhiều triệu đô. Khi mà inbox gọi điện thoại trực tiếp, anh em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình. Chứ để mà có thể chia sẻ gọi là truyền thông lên trên trang mạng này thì hai anh em cũng xin lỗi là cũng không dám chia sẻ truyền thông lên trên cộng đồng mạng này. Đấy, thế ý nói đây rằng là cái cơ hội chúng ta ngày hôm nay thì với những người thật sự tâm huyết tìm hiểu thì nó rất rõ ràng rồi. Còn tất nhiên với những người mà chỉ đứng ngoài gọi là Hoàng có thể nói là hời hợt ý, tức là hời hợt họ nghe gọi là chỗ này một câu chỗ kia một câu ý, thì không thể nào họ nắm được cái thông tin nào là thông tin chuẩn cả. Bởi vì là chúng ta biết rằng là cái công nghệ về cái cộng đồng mạng ngày hôm nay thì luôn luôn có hai mặt. Nếu chúng ta biết cách chọn thông tin nào là thông tin gọi là thông tin tích cực, thông tin chuẩn, thông tin đáng tin cậy thì chúng ta sẽ thành công.
Còn nếu như chúng ta hiểu lầm rằng là đôi khi cái tốt thì chưa chắc nó đã tốt đâu cả nhà mình ạ, và cái xấu thì cũng chưa chắc nó đã xấu, nên là cái việc chúng ta phải có cái sự phân tích, lập luận và dựa trên những cái chúng ta phải kiểm chứng được, chúng ta phải thật sự nghiêm túc đi sâu, chúng ta đào bới những cái thông tin đấy. Thì đào bới ở đây thì chúng ta đào bới ở đâu ạ? Thì bằng cách là cái nhất là chúng ta lập cho mình một cái tài khoản, đó là cái văn phòng cá nhân, và hai nữa là chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp với những người có chuyên môn trong lĩnh vực này, thì chúng ta sẽ rút ngắn được cái quãng thời gian chúng ta tìm hiểu, và để tránh chúng ta bị lạc lõng trong cái thông tin, đúng không ạ? Lạc lõng trong thông tin. Cũng bây giờ một trang web thôi, một trang web nhưng mà chúng ta có thể bớt một ký tự đi thôi, cái trang web đó đã khác hoàn toàn rồi. Đấy, nên là cũng tại sao mà nhiều người bảo tôi vào trang web nhưng mà thông tin nó chẳng có gì, với họ có vào đúng đâu mà có nhà mình, đúng không ạ? Họ có vào đúng đâu, họ vào thiếu ký tự thì làm sao mà ra trang web đấy được. Cũng như câu chuyện mà thời gian ở đây thì Hoàng cũng 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 check cái pháp lý này về các cái thông tin, về cách cái xác minh về cái số, cái mã số công ty của chúng ta. Đấy, nhiều người hỏi rằng là công ty các bạn đăng ký ở đâu thì ai mà biết được. Đấy, thế thì họ sẽ có những cái dẫn chứng cụ thể, hoặc check cho họ thấy rằng là công ty của chúng ta được đăng ký ở một cái gọi là một cái ủy ban dịch vụ tài chính thế giới, và nó có đầy đủ các thông số chứng minh điều đấy. Thì ví dụ như ngày hôm nay một công ty nào đấy chúng ta không đăng ký ở Bộ Công Thương Việt Nam đi, thì chúng ta có check thế check nữa thì chăng nữa chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được. Hay giả sử như ngày hôm nay chúng ta làm một cái giả sử như làm một cái bằng lái xe giả đi, chúng ta có thể nhìn nó y hệt luôn. Nhưng nếu mà chúng ta không có thật ý, chúng ta có thể lên Bộ Công an chúng ta check, thì Bộ Giao thông chúng ta check, thì liệu có ra được cái thông tin của chúng ta hay không? Chắc chắn là không bao giờ có. Không đăng ký thì không bao giờ có, đó là một điều, đó là điều đương nhiên rồi. Thế mà bây giờ mà chúng ta lên cái Ủy ban Dịch vụ Tài chính Thế giới, nếu như mà chúng ta check cái mã số công ty của tập đoàn chúng ta, nếu như mà chúng ta check mà nó không có, thì có nghĩa là công ty của chúng ta không đăng ký kinh doanh, cũng không đăng ký ở cái Ủy ban Dịch vụ Tài chính Thế giới đấy. Nhưng mà nếu họ chứng minh được thì chứng tỏ rằng là công ty chúng ta đã đăng ký ở đấy và chịu sự gọi là giám sát của cái Ủy ban Dịch vụ Tài chính Thế giới đấy. Nên là khi mà ngày hôm nay mà thật sự Hoàng đã xác minh được tất cả những thông tin đấy rồi, thì nghĩa là cái niềm tin trong mình nó thực sự nó càng rất là lớn, bởi vì rằng là nó phải chứng minh bằng con số cả nhà mình ạ, chứ không phải chúng ta ở đây. Tất nhiên là khi mà chúng ta chia sẻ như này chúng ta sẽ giao lưu với nhau, còn khi mà thật sự mà anh chị nào quan tâm chi tiết ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái buổi chúng ta phải, thứ nhất là có thể là qua Zoom để chia sẻ, hoặc là chúng ta có thể gặp offline để chúng ta chia sẻ cận chia sẻ thực tế tất cả những cái thông tin mà chúng ta nói với nhau, chứ không phải chúng ta chỉ nói suông mà chúng ta không chứng minh được, tất cả đấy đều chứng minh được cả nhà mình ạ. Rồi, xin được mới nhận cho em Hà, và cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng. Các anh chị thấy là qua phần chia sẻ của anh Hoàng thì chúng ta thấy là anh Hoàng đã chia sẻ cho chúng ta là sở dĩ nói OET là cơ hội làm giàu tốt nhất thế kỷ 21, bởi vì chúng ta đầu tư vào đây nó rất an toàn, và anh có chia sẻ pháp lý rất rõ ràng minh bạch đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là thành tựu của doanh nghiệp đạt rất nhiều thành tựu rồi đúng không ạ? Đấy, thì cho nên nó rất là an toàn, và chỉ có rủi ro duy nhất đó chính là thời gian chờ nó, các anh chị phải chờ thêm thời gian. Nó có giống như mình sinh một đứa con, giống như mình trồng một cái cây cũng vậy đúng không? Và cái thứ hai mà các anh chị đấy, thông qua phần chia sẻ của anh Hoàng chúng ta hiểu được cái lý do thứ hai sở dĩ đây là một cơ hội làm giàu tốt nhất thế kỷ 21, bởi vì chúng ta đang đầu tư vào một cái doanh nghiệp lớn, một cái doanh nghiệp mà sẽ trở thành một gã khổng lồ trong tương lai. Thế còn em thì em xin bổ sung thêm với góc nhìn của cá nhân em đã là một nhà đầu tư, đã đồng hành với doanh nghiệp một thời gian, thì sở dĩ đây là một cái lĩnh vực, một cái cơ hội làm giàu tốt nhất thế kỷ 21, bởi vì cái cơ hội này chúng ta được phép đầu tư với cái số vốn, từ số vốn rất nhỏ, nhỏ nhất cũng có thể đầu tư được là từ 50 đô. Và các anh chị thấy 50 đô bây giờ các anh chị mang đi các anh chị làm được cái gì ạ? Đúng ạ, chả làm được cái gì cả. Phụ nữ bọn em mua một cái váy hết tiền đúng không ạ? Các anh nam mà đi mời bạn ăn một bữa nhậu không đủ đúng không ạ? Có chăng chỉ đủ mua đôi giày, đủ mua cái áo thôi là hết rồi. Nhưng nó lại là một cơ hội để giúp cho chúng ta thay đổi được cuộc đời, bắt đầu từ số vốn nhỏ.
để mình có một cái tài sản lớn trong tương lai. Và sở dĩ nó là một cơ hội tốt bởi vì số vốn ít như thế, thế cho nên nó lại phù hợp với tất cả mọi người. Và các anh chị có công nhận với em Hà rằng là một cái cơ hội mà nếu như các anh chị bỏ ra một vài tỷ, một vài trăm triệu mới có thể đổi cho các anh chị một cơ hội thì đấy không phải là cơ hội tốt rồi, đúng không ạ? Cơ hội này vốn ít này, nó phù hợp với tất cả mọi người, ai cũng có thể đầu tư được. Người giàu muốn giàu hơn cũng đầu tư được, trung lưu muốn giàu hơn cũng đầu tư được, người nghèo cũng có thể đầu tư được đấy. Và đặc biệt là gì, là nó không cần có trình độ cao, không cần trình độ học vấn cao gì cả, quan trọng các anh chị có thông tin chuẩn nguồn. Bởi vì thế kỷ chúng ta đang sống là thế kỷ mà thế giới này là thế giới phẳng, thông tin chính là tiền, đúng không ạ? Thông tin chính là oxy của thế giới, thông tin chính là tiền. Ai là người có thông tin sớm thì người đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Và chúng ta là người có thông tin muộn thì chúng ta sẽ là người là con trâu chậm uống nước đục thôi, đúng không ạ? Còn ai không có thông tin thì không kiếm được tiền, có thế thôi. Cho nên có những setup khởi nghiệp các anh các chị, họ chỉ bắt đầu từ ý tưởng, là họ có cái thông tin, và có cái thông tin đặc biệt, và người ta bán được cái thông tin đó, người ta cũng kiếm được tiền. Cho nên tại sao anh chị thấy có những người người ta mua được những lô đất, người ta có thông tin sớm, người ta mua những lô đất rất là sớm và sau này có tiềm năng tăng trưởng lớn. Và một cái nữa mà nó là một cơ hội tốt nhất thế kỷ 21 mà em muốn thêm bổ sung thêm, chia sẻ thêm với góc nhìn của em, là số vốn ít rồi an toàn này, nhưng nó lại nhân tài sản, giúp cho các anh chị có thể nhân bản tài sản lên nhiều lần. Bởi vì nếu như trong một lĩnh vực, trong một cái lĩnh vực làm kinh tế, một cách làm kinh tế của các anh các chị, mà các anh chị không nhân được tài sản lên nhiều lần thì các anh các chị sẽ không mở thắng, mà không thắng thì các anh chị sẽ không thể làm thay đổi bức tranh tài chính gia đình của mình, đúng không ạ? Và ở đây với VT thì chúng ta sẽ nhân được tài sản lên nhiều lần nhờ đòn bẩy IPO và đòn bẩy doanh nghiệp. Hiện tại em Hoàng ngồi đây, anh Hoàng ngồi đây vẫn có hàng nghìn công nhân đang làm việc, kỹ sư đang làm việc cho mình, đúng không ạ? Ban giám đốc công ty vẫn đang làm việc cho mình. Bởi vì một cái công ty cổ phần, các anh chị thấy người nào sở hữu nhiều cổ phần nhất là người đó là chủ tịch hội đồng quản trị, rồi sau đó họ bầu ra ban giám đốc, tổng giám đốc, rồi vân vân, đúng không ạ? Thì nhất là những cái người mà đứng đầu lãnh đạo công ty thì họ lại càng sở hữu nhiều cổ phần, cho nên là nhân được nhiều tài sản lên, cho nên là cơ hội tốt, nó phù hợp với mọi người. Và cái nữa chắc chắn các anh chị quan tâm, cái tài sản này nó không phải là tài sản chết, tức là các anh chị chỉ sở hữu nó xong các chị bán đi để các anh chị nhận lại vốn, mà tài sản này nó là một cái tài sản sống, một cái tài sản tạo ra cho các anh chị dòng tiền. Đấy là cái đích của việc kiếm tiền, đấy là cái giá trị của việc kiếm tiền. Các anh chị có nghe anh cái chú tiến sĩ Andy Phan, chú là người Việt gốc Mỹ, là người Mỹ gốc Việt, chú chuyên đi dạy đầu tư. Không quan trọng là anh chị có tài sản là bao nhiêu, quan trọng là cái dòng tiền mà các anh chị tạo ra được từ cái tài sản đó mới là cách cho các anh chị đầu tư, cho các anh chị giàu bền vững. Không quan trọng là các anh chị có tài sản 1 tỷ, nhưng cái cái tài sản 1 tỷ nó không hy sinh ra chúng ta dòng tiền thì chúng ta cũng không thể đạt được tự do tài chính. Vậy thì với việc chúng ta góp vốn vào VT, chúng ta lại có dòng tiền. Và một cái nữa nó là cơ hội tốt, bởi vì sao? Là cơ hội tốt nhất thế kỷ 21, bởi vì nó sẽ giúp cho các anh các chị có thể kế thừa cho con cháu đời sau của các anh các chị. Nếu như các anh chị không phải sinh ra trong một gia đình vọng tộc, trong một gia đình châm anh thế phiệt, trong một cái gia đình mà tài phiệt, thì các anh các chị có thể là người xuất phát đầu tiên, là cái điểm xuất phát đầu tiên của gia đình nhà các anh các chị. Nếu như trước đây gia đình nhà các anh chị chả ai biết cổ phần là gì, chả ai biết cổ đông là gì, chả ai biết sau này nhận cổ tức là gì, nhưng với cơ hội này thì cho phép các anh chị được trở thành cổ đông, biết cổ phần là gì, biết mùi của cổ phần là gì, và sau này biết mùi của việc hưởng cổ tức là dòng tiền thụ động là gì. Cho nên nó mới là cơ hội tốt nhất các anh chị tổng hợp các yếu tố ấy. Và đặc biệt em bổ sung thêm một cái nữa, đó chính là gì, cái doanh nghiệp này nó chính là đứa con tinh thần của nhà khoa học. Nó cũng giống như câu chuyện của Edison ngày xưa, với những cái phát minh để đời của ông, nếu như chúng ta biết đến nó, biết đến ông ý từ ngày xưa, ông cha của mình biết đến ngày xưa mà góp vốn với Edison, thì có lẽ đời chúng ta đã có, đến bây giờ chúng ta có cổ tức rồi, đúng không ạ? Có một cái tài sản lớn rồi đấy. Và tổng hợp tất cả những yếu tố đó thì đây là cơ hội làm giàu tốt nhất thế kỷ 21. Và với cái lộ
trình đi phát triển của doanh nghiệp rất rõ ràng và cái giá trị nội tại lớn của doanh nghiệp thì UET sẽ là một trong những doanh nghiệp không phải nó tồn tại hàng trăm năm đâu anh các chị. Em nghĩ nó phải đến hàng vài, nó phải vài trăm năm trở lên. Đúng không anh các chị? Đấy, anh chị có vui mừng không ạ? Em xin chúc mừng anh các chị. Em xin chào anh Sơn Liêm. Đấy, nói đến cổ phần một cái là anh Liêm lại bảo là chờ sắp kết thúc gia đình vui vẻ anh chị em. Liêm bây giờ là chợt đang sở hữu một số lượng cổ phần cực lớn đấy anh chị. Có khi mình đi làm công ăn lương với hàng mười mấy đời mới ra mới tích lũy được số tiền như anh Liêm hiện tại bây giờ đang sở hữu. Đấy. Thế thì thực ra thì cái lĩnh vực đầu tư này thì ít người biết đến cho nên là ít người tin rồi. Nhưng mà thế giới và Việt Nam vẫn nhiều người kiếm được tiền nhờ cái cách đầu tư như thế này. Thế thì chốt lại là đến thời điểm này nó cũng khá muộn rồi, khoảng 11:20 rồi. Có thể là một số anh chị sẽ xem lại buổi live của hai anh em. Đấy. Thế thì em à cũng rất muốn nhắn nhủ với các anh các chị, dù các anh chị có tiền ít thì các anh chị cũng nên sở hữu cho em tối thiểu đến 200.000 cổ phần. Còn không thì muốn đổi đời và muốn lọt vào top những người giàu trên thế giới hãy sở hữu cho em là đến 1 triệu cổ phần. Và vừa rồi rất nhiều có một vài nhà đầu tư của em họ mới đầu tư thôi nhưng họ đã nhận ra giá trị của việc sở hữu và họ đang đặt ra mục tiêu là họ sẽ gom được 1 triệu cổ phần. Em nói thật với 1 triệu cổ phần này với số vốn mình bỏ ra so với các lĩnh vực khác nó không nhiều nhưng nó lại là một cái bước đệm rất lớn trong cuộc đời làm kinh tế của các anh chị. Và nếu như các anh chị mong muốn sau này mình muốn làm được mua nhà một cách dễ dàng, muốn mua một cái xe một cách dễ dàng thì UET sẽ là một cơ hội giúp cho các anh chị thực hiện được toàn bộ cái mong muốn, cái mục tiêu ấy trong cuộc đời của các anh chị. Các anh chị đừng có cười, đừng có sợ người khác cười cái giấc mơ của mình. Cho nên là em vẫn thường hay học và đọc và xem những cái video mà dạy về cái tư duy làm giàu của một số những thầy mà dạy của Việt Nam ấy. Ví dụ thầy Phạm Tuấn Sơn. Hôm nay em rất ấn tượng một cái video mà thầy chia sẻ và đúng là đây là hai cái sai lầm của đa số đám đông 95% dân số mắc phải. Đó chính là gì? Cái sai lầm thứ nhất là mọi người đều muốn là mình, tức là cách làm kinh tế thì các anh chị thấy là có hai cách đúng không ạ? Một là mình tự là người vận hành tiền của mình để nhân tiền lên. Hai là mình mượn đòn bẩy nhờ người khác đúng không ạ? Thế nhưng đa số mọi người thì đều chọn cách thứ nhất, ít người chọn cách thứ hai đúng không ạ? Cho nên cái tỷ lệ người giàu bao giờ ít hơn người nghèo. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là có một cái sai lầm thứ hai nữa là mọi người thường hay chỉ duy trì mối quan hệ hàng ngày của mình thôi. Nhưng các anh chị thấy là muốn chúng ta muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải xích lại ở gần tiếp xúc với những người giàu để làm gì? Để chúng ta học cách làm giàu của họ đúng không ạ? Và đấy là hai cái sai lầm mà đại đa số 95% mọi người trên thế giới đều mắc phải và dẫn đến là cái cán cân nó không được cân bằng là người giàu thì bao giờ cũng ít hơn những người nghèo và đây chính là một cán cân mà nó bị lệch như thế nó sẽ là một cán cân không thể thay đổi được ấy. Nhưng các anh chị sẽ lựa chọn các anh chị nằm ở bên 95% những người mà có cái tư duy giống với mọi người hay là nọt vào 5% những người có tư duy khác người. Đấy, thì đấy là cái phần nhắn nhủ của em Hà. Và có lẽ là cái buổi live của hai anh em cũng đã khá khuya rồi. Chắc là nhiều anh chị cũng đã buồn ngủ rồi đúng không ạ? Em Hà và anh Hoàng cũng sẽ là kết thúc buổi live của mình ở đây. Nhưng trước khi kết thúc buổi live thì em Hà xin phép là nhường mic lại cho anh Hoàng để xem là anh dành 1 phút, 2 phút cuối cùng. Anh Hoàng có thể chia sẻ và nhắn nhủ điều gì tới tất cả mọi người không ạ? Rồi, ok. Rồi, bà chia sẻ hay quá. Và đến giờ phút này vẫn còn 15 cô chú anh chị ở lại ủng hộ và giao lưu cùng với lại hai anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trước khi kết thúc buổi live thì Hoàng cũng có một cái chia sẻ như thế này. Ra thì chúng ta có thấy rằng là rất nhiều người thường hay nói rằng là tôi chẳng có thành tựu gì cả. Tôi chẳng giàu gì cả, đúng không ạ? Sao tôi nghèo thế, tôi chẳng có tiền gì cả. Nhưng mà sau khi chúng ta ngồi lại chúng ta tính một chút chúng ta sẽ thấy rằng là người duy nhất mà không mắc sai lầm ấy, thì có nghĩa là một cái người còn là người ta không không làm một cái người ta không làm một cái gì nó mới cả. Đấy là người không mắc một cái sai lầm nào cả. Và bởi vì người ta luôn luôn sợ sai lầm ấy, nên là khi mà những cái gì đến có mở cửa đến với người ta ấy, thì đều người ta đều đều loại trừ. Thế chính vì mà cái sự người ta
sợ những cái mới, sợ cái mạo hiểm như vậy, nên là sẽ không có cái kết quả, không có được cái kết quả mới nó đến với chúng ta được. Đấy, nên là sau khi những cái trải nghiệm của Hoàng đã mình đã được trải nghiệm rồi, thì Hoàng thấy một điều rằng là chúng ta cũng chỉ được sống một lần duy nhất trên cuộc đời này thôi, nên là chúng ta hãy cho phép chúng ta mình đi trên con đường mới đi. Chúng ta đã thấy rằng là con đường cũ của chúng ta đã quá quen thuộc chưa, đúng không ạ? Nó quá quen thuộc, đúng không ạ? Và tại sao chúng ta không 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 thử, chúng ta dám đi, dám một cái mới xem là xem nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta ngày nay chúng ta vẫn còn rất là trẻ, và chúng ta hãy cho phép mình được thay đổi, được đến với lại cái bến bờ mới, được đi trên con đường mới. Chúng ta đừng có cả cuộc đời chúng ta đi mãi một con đường đấy thôi, nghĩa là nó quá quen thuộc rồi, và chúng ta hãy cho phép mình con đường mới, cả nhà mình nhá. Dạ vâng. Và sau cùng thì cũng cảm ơn em Hà rất là nhiều, ngày hôm nay cũng đã cho anh nhân đây trên này giao lưu chia sẻ với cả nhà mình, và cảm ơn cả nhà mình cũng đã bớt chút thời gian quý báu vào lắng nghe và cộng hưởng với lại hai anh em, và chúc cả nhà mình có một giấc ngủ thật ngon, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các chương trình tiếp theo. Dạ vâng, xin chào và Xin chào và chào anh các chị nhé. Tạm biệt anh các chị.